Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình, gia đình gia đình, luôn bên con như ngày thơ, luôn cho con bao điều thương mến. Gia đình gia đình, ôm con mỗi khi đơn đau, ấm áp trái tim quay về. Bạn làm sao ấy? Bố mẹ tao chết hết. Thôi, tôi nói với các bạn này nhá. Thực ra ấy, là tôi rất thương ông già của tôi, phải không? Ông già tôi vì cứu hai mẹ con tôi ấy, ông ấy lao vào đám cháy ấy. Ông ấy lao vào đám cháy thì bỏng bên mặt này, hỏng một cái mắt này. Nhưng chỉ cứu được tôi thôi. Còn mẹ của tôi thì không thoát ra được. Bởi vì mẹ của tôi ấy bị kẻ thù của ông già hãm hại. Thế mà từ lúc gặp hai anh em, không hiểu sao tôi cảm thấy rất là gần gũi. Nên ra từ giờ này nhá, những cái gì của tôi sẽ là của các bạn. Những gì của các bạn nó sẽ là của tôi. Mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Uống đi bạn. Chung bố mẹ đâu mà anh em. Sao lại bạn lại nói thế nhỉ? Mình là gia đình, thấy không? Mẹ của bạn là mẹ của tôi. Mẹ của tôi là mẹ của bạn. Bố của bạn là bố của tôi, và bố của tôi cũng sẽ là bố của bạn. Thế là sao? Thế là bạn có hai bố, tôi có hai bố, bạn có hai bố. Bố của chúng ta thì đã từng chết rồi, nhưng bây giờ bố chúng ta hiện tại đang sống, và đang sống cùng với chúng ta trong căn biệt thự này. Bạn hiểu không? Em rót rượu. Hôm nay nhà có việc hả? Rót đầy vào. Ôi, bổ sữa ơi. Yêu bạn lắm luôn ấy. Vẫn ra đi, ôm áp trái tim quay về. Gia đình, gia đình, ôm ấp ta như ngày thơ, cho ta bao nhiêu đẹp thương mến. Gia đình, gia đình, đến lúc lấy tình huệ tình trạng, lúc lấy cùng một mái nhà. Vào phòng tôi, thấy không? Đang ngủ cứ gọi. Vào đây. Đây, mệt chết cả người gọi dậy. Phòng mày có cái vẹo gì không mày cứ rủ? Nhiều cái hay. Trong phòng mày lắm mô tô ấy à? Ê, đừng có động vào. Làm sao? Cho tao mấy cái về tao chơi đi. Không. Ôi, có cặn đèn cơ mà. Toàn đồ tôi thích đấy, đừng động vào. Kệ mày, tao cứ cầm về. Đây, tôi cho bạn cái này, hay. Không chạy được à? Làm tí ra buổi sáng có tỉnh rượu nhỉ? Không. Đùa, chán thật đấy. Bổ chưa? Đây, làm tí không? Của mày tất. Đùa, chán thật đấy. Đúng là ông không biết cái gì. Anh em tôi chơi mấy chục năm nay có ai nghiện đâu. Xanh cỏ hết rồi thì. Chán bạn thật. Nói không nghe. Bạn ông chơi nó phí, hiểu không? Nó là một cái cảm giác nhá. Tôi dẫn bạn này chơi trên mặt biển nhá. Hai đứa mình dạt vào đảo hoang nhá. Săn bắn hái lượm nhá. Làm tí, làm tí. Lướt. Không là không. Bạn chờ rượu thôi. Đùa. Oh.
vào trong đây, rút. Bước xuống. Người này đâu? Úp mày vào được không? Báo cáo, ta nắm được hàng trong tay. Tốt. Tất cả xông vào, triển khai phương án tổng lực. Anh ạ. À. Thử mặt lên. Anh là Tuần Sắt. Đến nước này, tôi nghĩ anh nên hợp tác. Ông chủ tôi thế nào rồi? Các anh để kẻ giết người chạy như thế mà được à? Đó là việc của chúng tôi. Anh có chống đối cũng vô ích thôi. Ngay sau đây, anh sẽ thực hiện yêu cầu của chúng tôi.